mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Các trợ phương theo phương pháp thực dưỡng. 25. Bộ phổi lao ho ra máu, bồi bổ người kiệt sức. Một củ sen, một củ cà rốt bằng củ sen và 1/4 củ cải trắng, nhiều củ cải sẽ đau thận. Một lóng ngưu bàng độ 5 phân và lát gừng, tất cả ép ra khoảng một chén nước, rồi thêm vào một muỗng cơm bột sắn dây, xong đặt lên bếp khuấy chín. Nêm một muỗng cà phê tương tamari khuấy đều, ăn nóng và trùm mền cho ra mồ hôi. Dùng liên tục 10 ngày để bổ phổi. Nếu ho lao hoặc ho ra máu, dùng liên tục 1.5 tháng. Ha ha ha, 闻什么的声？